Hello. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Rachel đây. Hello các bạn. Hello các bạn, là mình Rachel. Mùa dịch các bạn thế nào? Cũng lâu lắm rồi mình cũng không làm video YouTube, tại vì thời gian qua là trong mùa dịch mình không có bất kỳ ý tưởng nào, cũng như là kiểu không có cảm hứng để làm video á. Nhưng mà rồi sau một ngày mình làm TikTok, rồi mình làm đủ thứ trò ở trên Instagram, thì rất là nhiều bạn request mình Instagram cũng như là TikTok của mình chia sẻ về cái tips mặc áo dài. Sẵn tiện các bạn follow Instagram và TikTok của mình ở đây nha. Tại vì TikTok cái thời lượng nó quá ngắn đi, nên là mình muốn làm trên YouTube thì nó sẽ chi tiết và rõ ràng hơn. Nếu như các bạn muốn biết những cái tips mà mặc áo dài từ mình, nói chung là những cái vấn đề liên quan tới áo dài, thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi cái video này nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ok, trước tiên mình sẽ thay bộ áo dài trước nha. 1, 2, 3. Ta-da! Đầu tiên đó chính là may áo dài. Có rất là nhiều bạn hỏi mình may áo dài ở đâu, thì mình may rất là nhiều chỗ. Thậm chí có những cái bộ áo dài mà mẹ mình may cho mình, và cũng có những bộ áo dài mà cô chú bác mình may cho mình. Và cái bộ áo dài gần nhất thì mình may ở một chỗ. Mình sẽ để số điện thoại và Zalo của chị ấy ở dưới phần description box, mọi người nhớ check out nha. Rất là nhiều bạn thích cái form áo dài của mình, thì cái áo dài của mình nó là cái cổ lá sen. Đợi mình xíu nha. Ba xăng 3 cm. Tại vì nói chung là tùy độ dài của cổ các bạn nữa. Tại vì cổ mình cũng không được cao cho lắm, cổ của mình nó cũng hơi thấp á, với lại cái vai mình nó hơi ngang và nó hơi cao, nên mình làm cái cổ nó sẽ ngắn hơn một xíu thì nó sẽ phù hợp với cái cổ của mình hơn. Thứ hai là mình may cái cổ tay, là cái cổ tay ống loe. Ống loe thì nhìn nó sẽ thước tha hơn á, mình nghĩ vậy. Tại có rất là nhiều bạn may cái kiểu mà sát lên tay và cao như thế này nè, thì mình thấy không có đẹp. Đối với cá nhân mình thì mình thích may ống loe và nó dài hơn một xíu. Cỡ như vậy là ok rồi, là vừa rồi để các bạn có thể còn làm việc, có thể học bài, các bạn có thể viết phấn kịch bản, nói chung là làm đủ thứ mà nó không có bị vướng á. Nếu mà dài quá thì nó rất là vướng, nó rất là áo dài của mình thì may một lớp thôi, tại vì nếu mà hai lớp thì nó sẽ khá là nóng, nhưng mà hai lớp thì rất là đẹp nha. Khi các bạn đi nữa phất phới rất là đẹp. Tùy loại vải nữa, loại vải của mình sử dụng là vải Thái Tuấn Silk. Thì Thái Tuấn có rất là nhiều vải, các bạn có thể tìm vải Thái Tuấn ở các chợ vải Tân Bình, hay là nói chung là Thái Tuấn xuất hiện nhiều lắm. Mà vải Thái Tuấn cũng không có rẻ nhưng mà cũng không mắc lắm, mình nghĩ vậy. Nhưng mà nó lại chất lượng, mặc rất là mát và nó không có bị chảy mồ hôi nhiều khi mà các bạn học. Mình nghĩ cái này học sinh mặc nó sẽ đẹp hơn so với cái vải loại vải gấm. Có rất là nhiều bạn trong trường mình cũng xài vải gấm á, mà cái vải gấm mình nghĩ nó hơi nóng, với lại nó hơi già, cái hoa văn nó không có đẹp nên là mình không thích. Với lại nói chung là vải trơn thì nhìn nó đẹp hơn, đúng không? Cái gì đơn giản thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn. Mình hỏi là nên may quần đen hay là may quần trắng. Cái này nói chung là cũng phải tùy vào cái quy định của mỗi trường nữa. Như trường cũ của mình, trường Marie Curie thì trường quy định là phải may áo dài, cả áo và cả quần thì nó phải đồng đều màu với nhau. Và để tránh là nó nhìn loang lổ thì mình sẽ may cái quần của mình và cái áo dài của mình nó sẽ là cùng một loại vải. Còn với lại tà áo dài thì mình sẽ may dài hơn chân mình một xíu. Nói chung là phải chừa ra để các bạn, khi các bạn mang guốc cao á, nếu các bạn mang guốc cao á thì nó sẽ vừa hơn và nó cũng không có bị ngắn quá nhìn nó rất là kỳ. Và đối với mình thì mặc áo dài nên mang guốc cao một xíu, tầm chút xíu đây thôi. Không, vậy là cao quá, cũng cỡ này thôi, cỡ này là ok lắm rồi. Dạ, mà các bạn mang sticker á thì nhìn nó cũng hơi kỳ, mà tùy các bạn thôi. Nếu các bạn muốn thoải mái thì các bạn có thể mang sticker, nhưng mà đối với mình thì mình sẽ recommend các bạn mang giày cao gót. Sẵn tiện thì mình sẽ nói tới điều thứ hai luôn, đó chính là giày cao gót.
Cao gót thì mình thường mang khoảng 3 đến 4 phân hoặc là thấp hơn, tại vì trường thì không cho mang cao lắm, cho mang từ 5 phân trở xuống thôi, mà 5 phân là cao lắm rồi đó các bạn. Thật sự là đi 5 phân là chắc té sắp mặt luôn á, nói thiệt luôn á. Với lại mang cao nó cũng không tiện, nhưng nó cũng hơi kỳ nữa, tại vì ai cũng mang giày cao gót nhỏ nhỏ, còn mình mang nguyên cái giày cao gót bự chà bá, mình đi dùng dùm dùm dùm. Với lại đi học mà đã phải đi trình diễn đó đúng không? Là mình đừng mang cao quá kỳ lắm, người ta nhìn mình cũng ngại nữa. Rồi mình đi mình cũng khó khăn thôi, mình đi học mình cần phải hoạt động nhiều, mình đi tới mình đi lui. Không lẽ mình cứ mang giày cao gót mình cứ đi ai cũng nhìn hết trơn, đúng kỳ luôn. Nhớ là lựa cái giày cao gót thấp thôi nha. Giày cao gót mà mình mua thì thường mình mua trên Shopee, hoặc là mình sẽ mua ở Cars and Keith. Đây, cái brand này rất là nhiều bạn mua giày cao gót ở đây. Những cái đôi giày trên Shopee á thì nói chung là tiền nào của đó, mà thì mấy đôi giày trên Shopee thì nó sẽ hơi, mình mang nó bị đau chân á. Mình mua mấy cái đôi trên Shopee rất là đẹp nha, cái thiết kế nó đẹp kinh khủng luôn, nhưng mà mang vào nó đau chân. Và đi học á, mình đi học về là nguyên cái gót chân của mình toàn máu không, trời nó đỏ lè, nó đau lắm kìa. Nói chung là các bạn nên đầu tư về cái phần giày hơn, giày dép hơn, tại vì nó mang trên đôi chân của các bạn mà nó ảnh hưởng tới cái hoạt động thường ngày của các bạn, nên là các bạn không nên lựa giày rẻ. Lựa giày rẻ mà các bạn hại chính bản thân mình, hiểu không? Nhất là nên mua giày của Cars and Keith. Và các bạn nên lựa những cái màu giống như là màu da nè, màu da, màu hồng, hoặc là màu đen, hoặc màu trắng. Bốn màu thôi, màu đen thì nó sẽ hơi già một xíu, nhưng màu đen các bạn có thể mang bình thường. Thật ra mình thấy cũng bình thường, nhưng mà mình prefer ba cái màu còn lại là màu trắng, màu kem và màu hồng hơn. Tại vì những cái màu nó nhìn nó rất là dễ thương á. Với lại học sinh mà, nên là những cái màu đó nó nhìn nó sẽ hiền hơn, nhìn nó dễ thương hơn. Còn màu đen nó hơi già một xíu, nó hơi công sở một xíu, các bạn hiểu không? Hiểu ý mình không? Mà nếu các bạn thích màu đen thì ok, cũng được hết. Nói chung là tùy các bạn, mình chỉ đưa ra những cái ý kiến mà mình nghĩ là mình thấy đẹp thôi. Điều thứ ba chính là nội y. Hỏi trên cả TikTok và cả Instagram, nhưng mà tại vì nhiều quá mình cũng không trả lời hết được đó. Tại mình cũng hay trả lời nhưng mà vẫn có nhiều bạn không thấy cái story đó của mình, cho nên là hôm nay mình video mình nói luôn. Trơn như thế này, phải silk chân chu như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ lộ nội y bên trong. Và mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn bị sai lầm giống như mình luôn. Là hồi lớp 10, lớp 11 á, mình đâu có ai chỉ đâu, mình không có ai chỉ hết. Không, mẹ mình cũng không biết những cái điều đó nữa. Mặc dù hồi đó giờ mẹ mình cũng mặc áo dài, nhưng mà là cái vải gấm á, cho nên là nó dày nó không có thấy. Trong lớp 10 đến lớp 11 á thì mình mặc cái nội y màu trắng, mà mình còn mặc ren nữa các bạn. Tại vì biết sao không? Tại vì mẹ mình lúc nào cũng mua đồ ren cho mình hết á, cũng thấy bình thường thôi, nên là mình mặc. Nhưng mà lên trường á thì nó lộ quá, kiểu ở trong nhà thì không sao nha, nhưng mà ra ngoài nắng á, mình đi, mình ra căng tin á, là nắng nó chiếu vô là thấy hết từ trên xuống dưới của mình. Là mình mặc đồ nội y màu trắng rất là rõ và nó lộ cái gân của mình ra luôn. Nói chung là nhìn nó rất là phản cảm á. Mà cái điều nó đáng sợ hơn á là các bạn biết những cái người miếng Thái á các bạn. Mình đi học về á, mình gặp rất là nhiều nha, những cái ông mà lớn tuổi nha, trung niên, tầm tuổi giống như tầm tuổi ba mình, mẹ mình cũng có, mà mấy anh nhỏ tuổi cũng có, tầm hai mươi mấy cũng có. Trời ơi, đi trên xe mà cứ cầm cái điện thoại nè, rồi cứ quay lén mình đằng sau lưng rồi chụp mình. Mình thấy rất là nhiều lần. Lúc đó là có mẹ mình với lại cậu Thảo, nói chung là mẹ mình với cậu Thảo đưa đón mình đi về á, thì hả, người ta rất là để ý, người ta chụp hình tùm lum hết trơn. Mà những cái thành phần mà nó gần mình quá, kiểu nó quá đáng là mình sẽ chửi nó luôn. Còn không mà mình liếc mắt qua mà nó biết là nó chạy đi rồi. Thì nó mình rất là ghét, rất là ghét. Biết là có rất là nhiều bạn nữ bị giống như mình, và không chỉ một mình thôi. Cho nên là các bạn ghi nhớ, và mãi lên lớp đến lớp 12 thì mình mới nhận ra được chân lý. Đó chính là mặc nội y màu da chắc chắn là không lộ luôn. Các bạn thấy lộ không? No! Nó là màu da của mình luôn á, cho nên là nó bị không bị lộ. Còn nếu mà màu trắng mà nó chồng thêm một lớp màu trắng lên thì nó chắc chắn là sẽ lộ đúng không? Còn màu da là cái màu cơ thể của mình, thì cái màu cơ thể của mình lên màu trắng là đâu thấy gì đâu đúng không? Nó đồng đều hết từ trên xuống dưới, cho nên là không ai thấy gì cả. Kể cả quần lót và kể cả áo ngực thì các bạn nên lựa màu da. Áo ngực mình sử dụng thường là những cái áo ngực có gọng và có mút để cho nó nâng lên, thì nhìn cái form ngực của mình sẽ đẹp hơn. Chứ đừng có sử dụng những cái áo ngực mà không có mút, tại vì nhìn cái phần này nó sẽ bị lỏng lẻo, nó không có đẹp á. Nhìn nó không có căng ra thì nó sẽ hơi nhăn nhăn. Thì mình sẽ để những cái link mà những cái sản phẩm mình sử dụng ở dưới nha, để cho các bạn dễ kiếm hơn. Thứ tư, đó chính là dâu tây.
Cái vấn đề này thì mình là một con người hậu đậu luôn. Mình là một người rất rất là hậu đậu. Lúc nào đi học mà mặc áo dài mà mỗi lần bị là một cực hình luôn á các bạn. Mình bị bất ngờ mà mình không biết luôn. Mà mình cũng không có trang bị theo nữa. Mình là một người hậu đậu mà mình không có để ý mấy cái đó. Mình lỡ mình không để ý nha, trời ơi, mình không biết mình bị nha. Mình đi ra ngoài người ta nhìn mình nó kỳ lắm. Đó, cho nên là các bạn phải chuẩn bị kỹ. Nhất là băng vệ sinh. Băng vệ sinh thôi, băng vệ sinh bình thường nha. Mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị băng vệ sinh ban đêm. Cái loại dài như thế này nè, thì nó sẽ an toàn hơn khi mà các bạn mặc áo dài. Mình nghĩ là tốt nhất là ngày nào các bạn cũng nên mang băng đi. Đêm thì các bạn thêm mua tã. Mua tã thì mình thấy có rất nhiều bạn bạn của mình hồi trước nó dùng tã để nó kiểu nó thay thế băng vệ sinh thì nó không bị chèn á. Thì đó, mình nghĩ tã nó cũng ok. Có điều nó hơi cộm, nó hơi khó chịu xíu thôi. Có sử dụng tampon hoặc là cốc quyệt sang á, nhưng mà mình thấy mấy cái đó khó dùng quá à. Cũng nghĩ là băng vệ sinh sẽ ok hơn, mặc dù là hơi cực một xíu. Ok, điều cuối cùng, thứ 5, đó chính là tự tin. Có rất là nhiều bạn nói với mình là các bạn ấy không tự tin về body của các bạn. Trời, mình nói thiệt với các bạn nha, mình cũng không có tự tin gì hết trơn, thật sự luôn. Các bạn kêu mình là tự tin, no, never. Mình rất là tự ti. Mình từng rất là tự ti với cái body của mình. Tại vì mình thấy rất là nhiều bạn rất là ốm, rất là mảnh mai, mặc áo dài rất là đẹp. Nhưng mà đến khi mà mình mặc được áo dài, nó là một cái thứ rất là kỳ diệu các bạn. Mặc vào các bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin luôn, rất là kiểu tròn á. Mình chứ mình không có ốm, mình tròn, cho nên là mặc áo dài lên mình sợ mình bị mập. Mà thực ra là không, mình mặc áo dài thì mình thấy kiểu như, nói chung là phải tùy vào những người mà người ta may đồ, may và fit vào cái body của mình á, thì nó sẽ rất là đẹp. Bạn mặc áo dài thì các bạn sẽ nhận ra được cái giá trị của cơ thể của các bạn. Mỗi một cái tỷ lệ cơ thể nó đều đẹp theo một kiểu khác nhau. Các bạn không thể nào mà cứ chạy theo một cái xu hướng. Thực ra là vẻ đẹp mà ốm á, thực ra chỉ là cái xu hướng thôi. Xu hướng là ốm. Tại vì ở châu Á thì ai cũng ưa chuộng là ốm thì nó mới đẹp. Nhưng mà biết sao giờ, mình là một ví dụ, là một người có cái khung xương khá là cao. Mình cũng khá là cao to hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cho nên là mình tất nhiên là mình nhìn sẽ phải đầy đặn hơn với các bạn ấy. Nhưng mà ở bên Tây thì người ta rất là chuộng cái body như vậy. Nên là các bạn đừng có tự ti về cơ thể của mình. Người ta luôn có những cái để nói mà, đúng không? Mình đâu có tránh được. Có người ghét, có người thích mình. Thích mình thì người ta sẽ khen, còn người ghét mình thì người ta sẽ nói này kia. Nói chung mình làm gì người ta cũng nói được hết á. Cho nên là mình đừng có quan tâm tới những cái điều đó. Quan trọng là mình phải tự tin và phải yêu bản thân mình cái đã. Nếu các bạn thấy không cảm thấy tự tin thì các bạn phải tập thể dục, các bạn phải ăn kiêng. Nhưng mà ăn kiêng ở liều lượng nào bình thường thôi, kiểu eat clean thôi chứ không phải là nhịn ăn nha. Nhịn ăn rất là hại cho sức khỏe, và cái điều đó nó cũng không có healthy và cũng không giúp cái dáng bạn nó đẹp lên nào cả. Một cái ngày thật là positive, thật là tràn đầy sức sống, thật là đầy cái tính tích cực thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy tự tin về bản thân mình hơn. Ok, và hôm nay mình đã nói xong rồi. Và mình mong là những cái tips của ngày hôm nay mình chia sẻ thì nó sẽ có ích với các bạn, và cũng sẽ có ích với những các em mà sắp vào lớp 10, sắp vào cấp 3, và mình bắt đầu một cái journey mới thật là vui vẻ, thật là tươi tắn và thật là tự tin. Và yeah, cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên nút like và subscribe cho kênh channel của mình. Và nếu các bạn muốn mình làm video gì sắp tới thì hãy comment bên dưới nha. Mình sẽ đọc hết comment tất cả các bạn. Nhưng mà đừng có bỏ rơi mình là được. Đừng coi xong rồi cái im re nha. Tại vì mình thích đọc comment lắm á. Cứ comment nhiều lên. Mình thích lắm. Cố lên. Thì đó. Bye bye.